Chú vọt con ở bản đun. Nào, thấy quy trình là gì nhớ không? Bắt đầu từ giai điệu đúng không? Mi, re, do, la, sol. Tiếp theo là gì? Sau đó là chèn dây trầm vào. Tiếp theo là gì? Hình như là cho cái xoẹt vào phách số 3 đúng không? Ê ê ê, chèn kiểu này ngu lắm. Cho vào 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Mi, re, do. Ê, ông thấy vấn đề là gì không? Là gì? Vấn đề là giai điệu nó đang bị trùng với cả cái tiết tấu. Ông làm cho nó lệch ra. Lệch cái giai điệu ra, lắm chuyện nhỉ. Lệch nữa, chưa đủ. Đấy, thế có thấy hay hơn không? Không. Ô kìa, đang đóng kịch, nói hay đi. Giờ cho tất cả thành nốt trầm xem nào. Đấy, nghe bắt đầu nguy hiểm rồi. Bây giờ ông thử cho sole cái dây trầm xem nào. Thấy chưa, chuyển soạn fingerstyle đâu có khó các bạn thấy không? Chỉ cần 5 phút với cả Haketu ở trên kênh YouTube thôi là các bạn hoàn toàn có thể là học được fingerstyle. Lường cái gì oành trọn vẹn cho mọi người nghe phát xem nào. Chơi chơi. Hay đấy. Tôi cho vào mấy câu nhá. Chơi mấy nốt đi. Đăng, ký, kênh, đi, ngay. Phải là ngay đi chứ. Nhầm mà.